Khách mời tiếp theo trong chương trình phỏng vấn Ken Direction của Advertising Việt Nam kỳ này đó là anh Phan Trọng Bình, hiện đang làm Creative Director của I3 Việt Nam. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với chúng ta hai app mà anh nghĩ rằng sẽ win ở Ken. Thì cái đầu tiên mà anh thích nhất á, là cái của hãng nước hoa Dior. Thì cái này nó có một cái campaign là What Would We Do For Love. Thì góc độ là một người làm creative á, thì anh bóc tách nó ra nhiều cái thành phần để mình có thể mình nghĩ là tại sao mà nó có thể thắng giải được. Thứ nhất là về cái thông điệp của cái campaign này. Đây á, là một cái thông điệp mang tính toàn cầu ha, tức là một câu hỏi mà nó đặt ra cho tất cả cái target audience là những cái người mà xem quảng cáo hay là sử dụng nước hoa, hay thậm chí là mình không có dùng nước hoa hay của hãng đó, nhưng mà khi mà mình nghe cái thông điệp này á thì mình cũng cảm thấy là mình là một phần trong cái thông điệp đó. Đó là một cái thông điệp What We Do For Love, nó là một cái tuyên ngôn của tình yêu, một cái mà chúng ta có thể làm với tất cả những gì mà mình đam mê, mà mình theo đuổi, để bật lên được là tôi có một cái tính như vậy, thì tôi đam mê này và tôi sẽ theo đuổi nó, tôi sẽ làm tất cả bởi vì tôi yêu nó. Cái tính thứ hai á, là cái tính về truyền thông, nó có một cái sự gọi là tương tác giữa cái thương hiệu và cái đối tượng mà nó muốn nhắm đến. Tức là sao, là nó tạo một cái truyền thông đa chiều, tức là mỗi một cái tiếng dịch như vậy, nó có những đoạn phim ngắn, trước mắt nó có một đoạn phim lớn rồi nó tung nó ra trước, nhưng mà sau đó nó mới là liên kết với các KOL để nó trên mạng xã hội, hay là những cái người mà theo dõi những cái KOL đó. Thì mỗi một cái đoạn phim của các KOL á, nó sẽ có những mức chia sẻ là nghệ sĩ này thì tôi thích làm việc này, tôi sẽ theo đuổi nó bởi vì nếu mà tôi yêu nó tôi sẽ làm việc đó. Và cái cuối một cái clip như vậy á, nó sẽ có một câu hỏi là còn bạn sẽ làm gì cho tình yêu. Mình thấy được rằng trong cái campaign đó, cái tính xã hội nó cao, cái tính tương tác hai chiều á, nó không phải là một cái quảng cáo truyền thống ha, nó hai chiều. Mình thấy là nó những anh lái taxi, những cái cô diễn viên múa, hay là những anh bồi bàn, hay là những cái người bảo vệ, hay là tất cả đủ thành phần và giai cấp và địa vị trong xã hội, để nó muốn là gọi tiếp cận nhiều đối tượng khác nhau, thì tất cả mỗi một người mình thấy ra được rằng là họ đều, mỗi một người á, họ có một cái tình yêu, một công việc, một cái đam mê mà họ theo đuổi. Và chính nhờ cái chiến dịch này của Dior đã gọi cho họ được, để họ làm giống như là họ làm sắc bén lại cái tình yêu của họ cho công việc. Cái khó nhất là tìm được cái insight đúng và làm sao mà để tiếp cận được, để mình nói một câu chuyện đó, để đạt được sự đồng cảm của tất cả những người trong xã hội. Thì cái insight là gì? Tức là mỗi một con người, như hồi nãy anh nói đó, đều có một cái tình yêu để sống, một cái niềm đam mê để họ theo đuổi. Thì cái campaign này nó truyền lửa nè, nó tạo cho động lực để cho họ có thể họ chia sẻ câu chuyện của riêng họ. Thì có thể là câu chuyện của họ cũng có thể làm lan tỏa được với người khác, và người khác nghe được họ cũng cảm thấy thế thì mình cũng có cái tình yêu và họ mình theo đuổi. Thì tất cả khi mỗi một người sống với đúng cái giá trị, cái đam mê của mình á, thì có phải là một xã hội tốt hơn không? Một xã hội mà có nhiều cái cá nhân tốt thì một xã hội nó sẽ tốt hơn. Cái hay của cái campaign đó là góc độ cộng đồng, tức là người ta dùng, em biết bây giờ là mình không phải là quảng cáo truyền thống, mình không có TV nữa, mình có YouTube, rồi mình có Instagram, rồi mình có Facebook. Thì cái quảng cáo này nó hay cái độ cộng đồng, có nghĩa là mỗi một câu chuyện nào đó mà bạn muốn chia sẻ về cái What We Do For Love á, mình sẽ có thể kể là tôi là một người họa sĩ, tôi muốn làm một điều mà tôi yêu á, tôi sẽ vẽ hết con đường này đẹp hơn, xong mình share với cái hashtag là What We Do For Love, thì cái brand á nó sẽ trích ra một đô la Mỹ để nó ủng hộ cho một cái quỹ từ thiện gọi là We Movement. Thì We Movement là một cái tổ chức chuyên về cung cấp những cái chương trình về giáo dục nè, về y tế, hay là sức khỏe cho các bé, đặc biệt là các bé gái. Thì ở Kenya, thì đó anh đánh giá cao cái campaign này, nó không phải là quảng cáo bình thường, nhưng mà nó giúp cho cái xã hội tốt hơn, nó giúp cho mỗi một cái cá nhân đó, người ta cảm thấy là có thể tôi không mua sản phẩm,
nhưng mà tôi được truyền lửa từ cái thương hiệu, và tôi có sự thử thay đổi, tôi có sự sắc bén hơn trong trong tình yêu của mình, và tôi sẽ đam mê, tôi thay đổi cái đó thì cả xã hội tốt hơn. Cái số 2 mà anh muốn chia sẻ và anh thấy nó rất là hay, mặc dù á đó là một đoạn quảng cáo của Toyota. Toyota là một cái hãng chuyên về làm xe hơi, để em biết rồi đó, họ là cơ khí động học. Tại sao nó hay? Thứ nhất á là đây là một cái campaign nó tên là Good Odds. Thì odds là một cái gì đó nó không có good, odds là một cái gì đó nó như là bị khiếm khuyết hay là số lẻ như vậy. Mà tại sao nó good? Đây là một cái bọn cái này nó hiệu, nó rất là hiệu quả, bởi vì nó cũng không phải hoàn toàn là mới về mặt kỹ thuật nha. Tại vì chúng ta làm quy tiếp thì có những cách chúng ta dụng công á, về mặt kỹ thuật thì đây là nó kể một câu chuyện có thật, nó dựa giống mình xem phim á, là một bộ phim dựa vào tiểu thuyết này, dựa vào tiểu thuyết kia, hay dựa vào một vụ án trong xã hội, thì đây là một đoạn quảng cáo dựa vào một câu chuyện có thật, và nó kể một câu chuyện đó, và qua đó nó lồng ghép vào một cái thương hiệu và cái tinh thần của cái nhãn hàng như thế nào, và nó kết nối với lại người tiêu dùng như thế nào. Thì á, trong đoạn quảng cáo đó nó nói về một câu chuyện của một cái cô là vận động viên trượt tuyết đã đạt giải giải vàng của Olympic cho người khuyết tật. Cô đó tên là Wood Stancroft, người Canada. Tức là đoạn phim đó nó kể, nó ghi một cái hành trình của cô đó từ lúc mới sinh ra bị tật ở hai cái chân, không có đủ hai cái chân, tức là tới nửa gối thôi là hết rồi đó. Sau rồi bao nhiêu vất vả rồi cổ khó khăn, cổ sinh ra không có lành lặn như những người bình thường ha, cổ tập dợt tất cả các môn và cổ đến với môn trượt tuyết và cổ đã đạt huy chương vàng. Thì qua câu chuyện đó mình thấy là với cái tagline rất là đắt giá là start your impossible, hãy bắt đầu với sự gọi là sự không thể. Cái giá trị hay ở đây là cái phim đó, cái tinh thần của cái thông điệp của cái phim đó, nó không phải là nói về những người khuyết tật không, mà nó nói về những cái người mà lành lặn như mình nữa. Bởi vì cái hay của cái đoạn quảng cáo này đó là mình thấy bây giờ chúng ta sống trong một cái thời đại rồi đa phương tiện quá, mình có quá nhiều thứ để mà dễ dàng làm cho mình làm biến, dễ dàng làm cho mình bây giờ nó tiện dụng quá. Em thấy đó, mình có Facebook, mình thích dạo chơi trên Facebook, mình thích like, mình thích comment, mình thích chia sẻ, mình có quá nhiều mạng xã hội, mình có những cái kênh giải trí nhiều quá, nó làm cho mình gọi là thích xa, dễ dàng xa đà vô những cái đó. Cái tinh thần của cái đoạn quảng cáo đó nó giúp cho mình là mình phải sống với cái mục tiêu, mình phải có mục tiêu rõ ràng, mình phải có tính kỷ luật với chính mình. Mặc dù anh không nói là ôi bạn phải bỏ tất cả Facebook, bạn phải bỏ YouTube đi, bạn tập trung, không phải. Mình phải biết cách gọi là cân đối và mình tập trung vô cái mục tiêu của chính mình, và đặc biệt là mình tập trung vào chuyên môn mình mà mình muốn, và tính kỷ luật là mình phải có. Cái câu mà start your impossible á là mình thấy là mình cảm thấy là người ta không có lành lặn mà người ta còn như vậy, thì mình nhìn lại mình thấy mình còn phải làm cái gì nữa, thì tự nhiên mình thấy là mình tập trung hơn vào chính cái gì mà mình đang làm. Cái này mà bỏ cái thương hiệu Toyota ra, mình gắn được vô một cái khác hay được không, hay là một thương hiệu khác được không, thì anh thấy là có thể được, nhưng mà cực kỳ hay, bởi vì Toyota là một cái thương hiệu thiết kế sự di chuyển. Họ thiết kế ra những cái chiếc xe và những cơ khí động học để tạo sự di chuyển. Thì mình là người bình thường ha, mình là người bình thường, mình mua một chiếc xe hơi về mình chạy nó quá sức bình thường, nhưng cái tính nhân văn của thương hiệu á, khi họ nhìn vào những cái người mà khuyết tật thì làm sao để cho họ di chuyển được, đó là cái tính thương hiệu. Tức là một cái thương hiệu chuyên môn thiết kế sự di chuyển mà làm những xe cho những người bình thường thì nó bình thường rồi, họ chỉ là quảng cáo sản phẩm. Nhưng nếu một cái thương hiệu thiết kế sự di chuyển mà làm những cái sự giúp đỡ cho những người khiếm khuyết, hạn chế sự di chuyển, giúp cho họ di chuyển được, thì đó anh cho rằng là cái tính nhân văn của một cái thương hiệu. Turn cái impossible thành một cái possible, bảo họ kích thích cho những người đó là hãy let's start your impossible đi, thì đó là cái tính mà chỉ có Toyota là rất là phù hợp với cái campaign đó, với cái thông điệp đó. Và chính vì thế mà anh nghĩ là chúng ta làm quảng cáo bây giờ làm trong nước đó, mình phải học những cái như vậy để mình nghĩ nhiều hơn
cho xã hội, cho con người. Nhưng không phải là mình nhìn vào đại đa số đông, tức là mình phải nhìn vào những thiểu số nữa, để mình đặt cái tâm, cái tình vào cho những người đó.